khu đường Huỳnh Khang Ninh của phường Đa Cao quận Nhất. Đây là ngay góc ngã tư đường Phan Ngữ và Huỳnh Khang Ninh. Thì là gần ở chỗ đường Đinh Tiên Hoàng với lại Điện Phủ nha các bạn. Nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món bánh mì đã có từ rất là lâu đời của dân Sài Gòn rồi. Bánh mì Bảy Hổ, bánh mì đã bán được khoảng 80 năm tại Sài Gòn. Đây số 19 Huỳnh Khang Ninh, phường Đa Cao quận Nhất nha các bạn. Đây là bánh mì Bảy Hổ đã nổi tiếng hơn 80 năm rồi. Mọi người chờ mua về rất là nhiều. Chúng ta cùng khám phá. Phương chú ở đâu rồi? Ở phòng chị ơi. Chị ơi, ở không? Rồi xong tới ai vậy? Năm 15 đầy đủ áo trắng đó. Ủa tới gà chưa? Đi làm sẵn vậy. Vì khách công ty và văn phòng gọi cũng rất là nhiều. Hoặc là những bạn bè mà... Cái gì anh? Cái gì chị? Gọi để đi giao cũng rất là nhiều nên là mọi người... Đây ba ổ rồi nha con. Mấy ổ ba chị em? Có đầy đủ ha. Rồi. Rồi 55 này rồi xong. Để có 5 ổ này không? Đây được 4 rồi. Đi chú thì 2 ổ. Ta có ổ không có. Đây có bánh mì gà. Rồi vậy tí là một ổ ba tê chả chà bông. Chỉ có giá từ 13 tới 15 ngàn thôi. Không lấy thịt nha. Cô ơi, cái bao nào mà có ớt là bao nhỏ nha. Lấy cái hũ cho bao bên trên. Lấy cái hũ cho bao trên. Gọi bánh mì sẵn. Làm sẵn để tới lấy thôi. Đây, các bạn có thể thấy. Đây khoảng gần hơn 10 ổ khách làm sẵn để mang về. 15 ngàn. Không lấy ớt hay là có ớt? Không ớt lấy không? Lấy đầy đủ hết. Dạo này mà thấy vô luôn nè, ba bé. Đây. Mấy ổ đó con? Rồi. 15 ngàn hả con? Thank you.
nguyên liệu được sắc mỏng sẵn. Và đây là dưa chua được sẵn hết cả. Thì cái lượng khách rất là đông. Đây là hành và cả dưa, gọi là cả dưa leo. Và đây là bánh mì. Ngoài đây cũng có một cái độ bánh mì rất là to, nhưng mà số lượng rất là đông khách. Nên sẽ rất không bớt, sẽ vơi đi rất là nhanh. Thì khi mà khách đặt số lượng nhiều thì bánh mì sẽ được làm bằng 2-3 người của quán sẽ làm đồng loạt và để em đây, thì độ số lượng sẽ bỏ vô trong bì. Cái hỏi chị ơi, chị một ổ pate giả thôi nha. Dạ, ra ớt không chị? Không có, đừng có ớt. Cô là đó, Bảy Hổ là cha của cô. Đúng rồi. Là chú là con rể của ông ngoại Bảy Hổ. Đúng rồi. Là bây giờ là bán qua ba đời rồi. Đúng rồi. Có hai chục rồi. Một hổ không ba tê không ớt. Rồi một hổ là không ba tê không hành ớt. Vẫn lấy bơi cho con. Này là đó hành chưa đây con gái của bác Bảy. Bác Bảy Hổ. Một hổ đầy đủ cho em hả? Đây là con rể của chú đó, của ông Bảy Hổ đấy. Tiếp tế cái rau thơm với lại thịt cho vợ bán là mì. Đủ với là mùa ổ không ngờ. Rồi, hỏi tiếp ở dưới đó đi.
là gì à ba? Mấy ổ à? Rồi bác ổ. Một ổ đầy đủ, một ổ không hòa ba tê. Một ổ đầy đủ, một ổ không hòa ba tê. 15, 13. 15. Là một không gian nhỏ nhưng mà tìm rất là đông khách và giá rất là rẻ, chỉ có 13 đến 15 ngàn thôi. Đầy đủ luôn rồi. Chị bé cho em hỏi là chị bé biết 17 hộ lâu chưa? Dạ lâu lắm rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi ạ? 15 năm. Nếu em hộ năm nhất ở đây, vậy hộ năm tư là? Là 4 năm rồi, 3, 4 năm rồi. Chị thấy bánh mì ở đây nó ngon không ạ? Dạ ngon nên mới quay lại. Dạ rồi. Chị bé ở nhà xa đây không? Dạ xa, ở quận 10 đó. Mà qua tiếp bên đây mua bánh mì. Dạ em học gần đây. Bánh mì nhỏ, bộ hổ không ra, không hạt, không dầu chua. Đó, đó, đó. Em có hay mua bánh mì bảy hổ không? Dạ em lâu lâu mua một lần. Em biết bánh mì bảy hổ bao lâu chưa? Từ lúc mà em dọn tới đây thì tính lên từ lúc hơn chục năm rồi. Hai ổ. Em thấy ở đây rẻ không em? Mà không. Nếu như mà tính giá thành thì không hết. Từ đó giờ chỗ này là rẻ. À, em thấy em ăn bánh mì ở những chỗ khác thì em thấy bánh mì bảy hổ ở đây như thế nào, cũng ngon hơn không? Hay là có gì đặc biệt không? Thịt với thịt mềm với lại chả nó không có bị bở. Đây, nãy chúng ta đứng chỗ này giờ chỉ có 10 phút thôi nhưng mà cái lượng khách rất là đông. Mấy ổ chị? Mấy hai ổ của Lâm. Đầy đủ hết luôn nha chị. Không xương. Đầy đủ hết luôn. Của cô Sương và chú Hùng đang xếp bánh mì để giao cho khách. Thì trong quầy làm liên tục. Trước mặt tại gì? Hai ổ ớt lên 15 ngàn. Bốn người và một tủ nhỏ cùng nhà làm liên tục. Anh ơi, hỏi cho chị cái này có 45 đủ không? Chú nè. Đủ, 45 này đủ. Dạ rồi. Không ớt nha. Không ớt nghe không? Ủa của em là ổ 15 này đủ hả? Không ớt. Tìm rất là đông. Anh Dũng mình tiễn mình là bạn hồi trước đầu tiên là ai bán ạ? Là ông ngoại em bán anh. Ông ngoại tới cô Sương mới tới anh. Đúng vậy. Dạ. Yeah. Tìm nhà mình bán từ mấy giờ anh Dũng? À, từ 1 giờ rưỡi đến khoảng 6 giờ sáng. Sao vậy? Dạ, ý mày sao bên làm bên đó phải không? 5 mẫu á. Rồi 3 ớt 20 15 ngàn. Mình mẹ làm luôn. Rồi xong. Sắt chả bỏ vào khay để chuẩn bị thêm cái nguyên liệu cho những ổ bánh mì bảy hổ trứ danh đã nổi tiếng 82 năm tại đất Sài Gòn rồi. Giờ trong chú Hùng là được bao nhiêu người con ạ? Hai người, một gái một trai hả chú? Hai trai hai dâu. Là hai trai hai dâu. Hai dâu là áo xanh đang phụ bán không chú ạ? Phụ ra làm không, có một đứa làm. Dạ. Để làm việc khác. Nhà mình chỉ có một cái chi nhánh này thôi phải không chú Hùng? À, cái này có một chỗ rồi. Dạ. Một con người đầu làm. Dạ. Bắt đầu là không biết